Thì Audio kính chào quý vị yêu âm thanh âm nhạc trên khắp mọi miền Tổ quốc đã trở lại với kênh YouTube của T Audio. Một kênh hiện đang cung cấp những thiết bị âm thanh hàng Mỹ do Mỹ sản xuất. Quý vị và các bạn thân mến, clip ngày hôm nay ở T Audio làm một clip để tiếp tục giới thiệu đến quý vị và các bạn những sản phẩm về với trung tâm của T Audio. Trước mắt quý vị và các bạn đang xem là cấu hình của những cặp loa với model JBL MZX 515. Những dòng sản phẩm này được thiết kế là một loa bát 40, dòng bát neo và một loa chép kèn neo, dòng full đơn. Đây là những model mà cũng được rất nhiều quý vị và các bạn đánh giá cao về những dòng sản phẩm này. Một là nó được thiết kế một bát neo và chép neo thì nó có cái chất âm và cái lời nó sẽ rất là sáng. Thứ hai là về thiết kế về khẩu tích của thùng, những dòng sản phẩm này nó rất là xinh xắn, vừa vặn, không quá to cũng không quá nhỏ cũng không quá cao. Được thiết kế thùng màu đen sơn sần cát. Những cái model nó nhỏ gọn như thế này rất phù hợp cho những căn phòng của quý vị nào. Nó khiêm tốn về cái chiều rộng, chúng ta đi lại lối đi hơi khó khăn. Cái cặp loa to hơi chiếm nhiều diện tích. Thì đây là những cặp cực kỳ xinh xắn. Chúng ta có thể để trên kệ hoặc chúng ta có thể để vào hai bên hông tủ, nó cũng đỡ chiếm cái diện tích lối đi của chúng ta. Và nếu chúng ta để trên kệ thì đây là những chiếc loa nó cũng không có nhiều độ nặng. Vâng, cân ký nặng nó rất là ít, nó không nặng như những cái dòng từ thường. Vì vậy nên kể cả chúng ta để trên kệ nó cũng rất là nhẹ nhõm, vận chuyển cũng rất là nhẹ nhõm. Ở lần trước bên trung tâm của Tị Audio về cũng được một cặp. Cũng khá đẹp. Tuy nhiên có thể là Tị Audio đánh giá là nó không đẹp bằng cái cặp này. Cặp này nó được sản xuất tại đất nước Mỹ, thùng màu đen sơn sần cát. Quý vị chúng ta cùng xem. Sản xuất ở Mỹ và sản xuất ở Mexico thì nó cũng đều chất lượng, cũng đều chất âm, nó cũng là một cái tập đoàn nổi tiếng của JB nó sản xuất, cho nên chất lượng thì nó cũng như nhau. Nhưng mà thường thì các bác cũng có nhiều bác thích là phải sản xuất tại Mỹ. Nhưng cũng có những bác thì Mỹ hay là Mexico không quan trọng, miễn là đẹp. Thì clip này thì Audio quay trước tiên là chúng ta xem về cái ngoại thất. Đối với những sản phẩm về với trung tâm của Tị Audio thì quý vị và các bạn, những quý vị nào sở hữu những cái dòng sản phẩm bên trung tâm của Tị Audio, dù xấu hay dù đẹp, thì điều đầu tiên là Tị Audio phải bán hàng zin, bán hàng zin, bán hàng chuẩn, bán hàng đủ chất lượng, không bán hàng tạp nhang. Ví dụ như thùng nó xấu, bát nó xấu, Tị Audio bán cái giá thùng xấu, bát xấu, thùng đẹp, bát đẹp, bán giá thùng đẹp, bát đẹp. Còn tất cả xấu cũng phải zin và đẹp cũng phải zin. Còn những sản phẩm nào không zin với trung tâm của Tị Audio sẽ tháo ra bán lẻ và bán giá không zin. Những quý vị nào sở hữu được về để chúng ta có thể khai thác, chúng ta có thể độ loa hoặc chúng ta có thể để đóng một chiếc thùng chúng ta chơi bọc vạch để chúng ta nghiên cứu, thì chúng ta chơi, chúng ta mua những cái rẻ. Và những quý vị nào cần cái gì thì mua những cái gì. Trước tiên quý vị và các bạn chúng ta xem về cái bề ngoài của những dòng sản phẩm mà về với trung tâm của Tị Audio như thế này. Sau những clip ngày hôm nay, nếu như nó đã có chủ nhân mà Tị Audio chưa kịp mở cái nội thất ở bên trong để mời quý vị trên kênh của Tị Audio chúng ta cùng xem và trải nghiệm, thì sẽ hẹn quý vị và các bạn chúng ta sẽ xem cặp khác. Còn nếu như trong những cái thời gian gần đây chưa có quý vị nào sở hữu những cái model này, Tị Audio sẽ chia chắc thời gian mở toàn bộ nội thất để quý vị và chúng ta cùng xem để trải nghiệm, xem để biết được từ những cái dòng loa, từng đời loa, từng model, những model nào được thiết kế loa bát model như thế nào và chép là model nào để cho đúng đời. Những quý vị có những quý vị không thích những cái model này, nhưng mà chúng ta cũng cứ xem để tìm hiểu. Đấy, xem để tìm hiểu, biết đâu một ngày nào đấy chúng ta lại thích những cái cặp loa như thế này. Đấy, đây là mặt phía trước, chúng ta cùng xem. Cặp lần trước về thì được sản xuất ở Mexico cũng rất là đẹp, nhưng chắc chắn là Tị Audio nhìn thì nó không được đẹp bằng cái cặp này sẽ đẹp hơn. Nhiều quý vị
Nhiều quý vị nói là cái tem cờ nó phải có cái tem cờ với thì chỗ nọ cái cặp nọ cặp kia còn cái tem cờ. Đối với tỷ audio cái tem cờ nó không quan trọng. Bởi vì cái tem cờ là nó nằm ở bên ngoài, cho nên không mấy khi mà người ta giữ được cái tem cờ. Đấy. Không mấy khi mà người ta chơi bao nhiêu năm mà người ta giữ được cái tem cờ cho mình đâu các bác ạ. Nhưng cái tem cờ cái hàng linh kiện thì nó rất nhiều. Đấy. Nếu như mua về dán vào cái là nó có cái tem cờ thôi, là các bác nhìn thấy nó có cái tem cờ thôi. Không có gì khó cả. Nhưng mà cái tem cờ xịn đi theo nó là một câu hỏi, không phải là lúc nào cũng có, không phải cặp nào cũng còn, có thể hàng trăm cặp may chăng mới còn một cặp, bởi vì nó chỉ được dán bên ngoài thôi chứ nó không có cái gì chắc chắn cả, cho nên nó sẽ mất sớm. Nhà trẻ con trẻ nhỏ nó túm nó giật cái cũng mất thôi, chứ không có đâu mà người ta dùng bao nhiêu năm người ta giữ được cho mình. Nhưng cái dòng tem cờ người ta có thể cái hàng linh kiện nó rất là nhiều. Đấy, người ta dán vào thôi, người ta dán cái hàng linh kiện vào thôi. Quý vị chúng ta ở xa chúng ta xem video, chúng ta thấy ui giời cái cặp này nó còn tem cờ, cặp này chắc còn đẹp lắm đấy, nó còn được giữ cả tem cờ, nhưng mà chưa chắc bên trong đâu nhé quý vị nhé, chưa chắc bên trong nó đẹp đâu. Cho nên chúng ta chơi hàng bãi, điều đầu tiên là quý vị và các bạn chúng ta nên quan tâm về cái nội thất ở bên trong, sau đó về cái thùng, chúng ta tuyển về những cái thùng, ví dụ như nó tất nhiên hàng bãi nó cũng sẽ có những lúc nó xịt sát, có những lúc thì nó có những cái vết mèo cào, nhưng mà nó hạn chế, nó hãn hữu, nó ít bao nhiêu thì chúng ta ưng con mắt bấy nhiêu. Đấy, chứ không phải lúc nào nó cũng được, nó cũng phải cứ toàn vẹn như vậy. Đây là chúng ta xem về cái model, chúng ta xem vào cái model là phía sau. Đấy, cái chạm chúng ta nhìn thấy cái chạm ở Made in USA. Cũng có rất nhiều quý vị cũng mua hàng ở trên mạng rất là sợ, bởi vì cũng có những cái trung tâm người ta bán nó không thật, người ta bán không thật, người ta gửi hàng cho quý vị và các bạn nó không đúng cái chuẩn với lại người ta tư vấn. Đấy. Bởi vì có khi những người khách thì không biết đâu, nhưng mà như tị là những người buôn bán kinh doanh audio, có rất nhiều những khách hàng người ta khi người ta liên lạc với mình, người ta mua phải trung tâm nào như nào thì người ta cũng đều nói chuyện, cho mình nghe là cái bên đấy người ta gửi hàng kiểu vậy kiểu nọ, thì audio nắm được hết. Nhưng có điều không phải việc của audio, thì audio không muốn nói ra làm gì, nói ra tranh cãi, cứ mai người làm, cứ mai người ăn việc ai người làm, việc của audio thì audio làm, còn audio đảm bảo những cái hàng nào của mình bán là mình đảm bảo về cái chất lượng, và mình đã nói cái gì với gì những khách thì mình có trách nhiệm về những cái câu nói đó. Đấy, chứ không nói xong quên, mà không nói xong được một trong một vài ngày mình nghĩ cái kiểu khác. Ở cái clip này thì chúng ta đã xem những cái sản phẩm bên trung tâm của Tị Audio, và còn rất nhiều những cái model khác. Những quý vị nào quan tâm những cái sản phẩm nào xin cứ liên hệ với Tị Audio, dòng phun đôi phun đơn, dòng có mức giá trung bình và dòng có những cái mức giá cao cấp. Chúng ta cứ liên hệ với Tị Audio nhé, rẻ có đắt có, những cái cặp đẹp có, những cặp vừa vừa có, tiền nào thì của đấy. Xin quý vị hãy cứ liên hệ với Tị Audio theo số điện thoại 0975 600 005 để được tư vấn chi tiết hơn. Và bây giờ thì audio xin được dừng clip tại đây. À, tiện đây thì audio cũng xin báo đến quý vị luôn là cái cặp 4733X này nó cũng đã có chủ nhân. Vâng, nó đã có chủ nhân nhá. Bác khách còn đang gửi ở đây. Những quý vị nào quan tâm đến cái dòng 725 hoặc là 715 cao cấp thì cứ liên hệ với thì audio. Và bây giờ thì audio sẽ dừng clip tại đây. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những clip sau.